Mọi người, mình đã quay ra trở lại đây. Mình là hướng viên Việt Nam. Bây giờ là hơn 9 giờ tại cầu Đông Trù. Ở đây đang xảy ra vụ cháy ô tô tải. Đây mọi người. Đây. Có 2 xe cứu hỏa đến này nha. Rất là đông, đông mọi người đang xem. Xảy đám cháy rất to mọi người ạ. Cháy to đó, xe cứu hỏa. Thật sự là mình chỉ người qua đường thôi, có muốn giúp thì không giúp được gì, tốt nhất là để đội cứu hỏa người ta làm việc thôi. Đấy, mọi người nhìn đây, ôi mọi người, đấy, khá to. Bây giờ người xem trên cầu rất là đông. Người dân đứng lại xem hai bên luôn. Chạy chạy ô tô, chạy ô tô khách nhá, ô tô khách. Bây giờ là coi to ra là chạy to lắm rồi. Đấy mọi người để quan sát là hai xe cứu hỏa, người dân đứng xem rất đông. Ô tô này có thể nổ bất cứ lúc nào. Cháy tan hết, cháy tan cả đi, tan cả cháy, tan cả đi xe. Cháy to lắm mọi người ạ, khả năng là cái xe là xong vụ này là tu sửa lại là cũng mất mấy trăm triệu đấy. Đây, mấy anh cứu hỏa làm việc khá chuyên nghiệp. Rồi đến hai xe, nhưng một xe đầu đã dập, gần như là dập được rồi, cháy bớt khói, bớt cháy rồi. Thôi xin cảm ơn mọi người nha. Bắt đầu có phim thì mình phải cập nhật cho mọi người. Chào tất cả mọi người nha. Mọi người nhớ like và share kênh cho mình nha. Nếu được thì đăng ký kênh cho mình. Chào tất cả mọi người.